Chiều 27 tháng 11, trường trung học Quốc Sở Lương Khánh Thiện tổ chức chuyên đề cấp quận dạy học môn lịch sử và địa lý 8 năm học 2023-2024. Dự chuyên đề có lãnh đạo chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo quận, đại diện ban giám hiệu tổ trưởng tổ khoa học xã hội, giáo viên dạy môn lịch sử các trường trung học cơ sở thuộc quận cô giáo Nguyễn Thị Hoa và các em học sinh lớp 8A5 thực hiện tiết dạy chuyên đề phân môn lịch sử bài 8 tiết 18 phong trào Tây Sơn. Tiến trình bài dạy được thiết kế gồm các hoạt động, khởi động, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng, nội dung theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Đó là năng lực nhận thức, tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức và kỹ năng thông qua việc khai thác các nguồn sử liệu để đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ, Quang Trung trong phong trào Tây Sơn và lịch sử dân tộc. Bên cạnh đó, các em còn phát huy được năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua sưu tầm và khai thác thông tin, tư liệu và hình ảnh phong trào Tây Sơn, làm việc nhóm để xây dựng và trình bày sản phẩm học tập, trao đổi và thảo luận nội dung bài học. Quả tiết dạy giúp học sinh hiểu được những nét chính về nguyên nhân bùng nổ phong trào Tây Sơn, một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn và ý nghĩa của những thắng lợi đó, đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ trong phong trào Tây Sơn ngay sau chuyên đề đã diễn ra hội nghị thảo luận, chia sẻ về nội dung bài dạy, đồng thời đề xuất những giải pháp để dạy tốt hơn môn lịch sử lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.